Quá trình treo lắp 2 bức tranh bát tiên quần thú cho khách tại An Giang. Mới 5 giờ sáng mà trời đã rất là quang, chim hót ríu rít ở trên những cái cành cây mà chúng tôi ở ngay bên cạnh, như là những cái cây dừa, cây xoài và măng cụt. Và chúng tôi cũng nhanh chóng thưởng thức ẩm thực địa phương với hai tô phở chay khá là đầy, nhưng mà khi thanh toán hết có 30.000 cho hai bát và cực kỳ là rẻ. Cũng làm thêm một cái ly cà phê khá là êm ngon đặc trưng của miền Nam. Và đúng 8 giờ chúng tôi có mặt tại nhà bác khách, mới sửng sốt biết rằng đây là một trong những cái cửa hàng lớn nhất và đông khách nhất tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Đốc. Và chúng tôi đã bắt tay vào công việc để tháo dỡ những cái tấm pallet và khung gỗ, các cái lượt đìa và cốt tông. Chị khách hàng cũng khá là háo hức khi mà tự tay cắt những cái nhát cắt đầu tiên để lấy may. Vì treo lắp trong khuôn viên tiệm vàng nên là trong đó họ vẫn còn đang phục vụ khách hàng, chúng tôi phải thực hiện các cái công đoạn rất là nhanh, như là đo đạc, khoan vít, siết bàn đỡ rất là nhanh và chính xác. Và cũng rất là may mắn và thuận lợi khi mà có tới cả chục người to khỏe cùng hộ chúng tôi bưng cái tác phẩm đặt vào trong cái vị trí đã cố định một cách an toàn và không có bất kỳ một cái sự cố nào xảy ra. Khi tranh đã an vị, chúng tôi cũng dành thêm thời gian để lau chùi, quật cước để làm mới và làm bóng lại cái lớp sáp mật ong đã đánh hôm trước. Và bức tranh lại toát lên một cái vẻ đẹp thuần khiết. Và bên trên là ánh đồng sẫm của màu gỗ tự nhiên, bên dưới lại là ánh vàng lung linh của kim ngân, hòa trộn bổ sung cho nhau, tương tác thật là hợp lý. Và các bạn thấy không, người ít tiền thì dành dụm để mua vàng, còn người nhiều tiền, nhiều vàng thì lại để dành để mua tranh gỗ.